Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung chính có trong bản tin chiều nay. Thắp lửa chăn quá độc cho học sinh, ghi nhận nhân ngày sách Việt Nam 21 tháng 4. Hiệu quả của biện pháp ngăn mặn trữ ngọt ở tỉnh Tiền Giang. Phóng sự có trong nội dung phần tin trong nước chiều nay. Tin thế giới. Bị cảnh báo nhiều tay súng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo đang trở lại châu Âu. Sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lân tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Đức chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, thực hiện phong trào 503 sạch gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lân đã thành lập 22 nhóm kế hoạch hóa gia đình, thành lập mô hình nuôi con khỏe dạy con ngoan, tổ dưỡng sinh, tổ tư vấn tâm lý trong trường học gắn với đề án 704 giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt. Với phương châm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, hội phối hợp với khuyến nông tổ chức dạy nghề trồng nấm rơm chăn nuôi, đan giỏ nhựa, đồng thời chủ động khai thác các nguồn vốn vay trên 6,2 tỷ đồng hỗ trợ hơn 470 hộ vay, nhân rộng tổ tiết kiệm tín dụng với 1.600 thành viên, huy động trên 780 triệu đồng. Ngoài ra còn thành lập các tổ phụ nữ theo ngành nghề phù hợp với nhu cầu và sở thích ngày càng có hiệu quả như xe nhang, mai gia công, tổ dần nổi công. Qua đó đã tiếp cận giúp đỡ và giúp hơn 30 trường hợp thoát nghèo. Từ đó góp phần đưa công tác hội và phong trào phụ nữ xã Tân Lân 5 năm qua luôn là đơn vị dẫn đầu toàn huyện. Đại hội đã bầu ban chấp hành hội phụ nữ xã Tân Lân gồm 15 thành viên. Bà Lê Thị Chi được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu dự đại hội cấp trên. Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu huyện Tân Trụ tổ chức triển khai chiến dịch phòng chống dịch bệnh do virus Zika và bệnh sốt xuất huyết. Ở Việt Nam đã ghi nhận 2 ca mắc bệnh do virus Zika. Tác nhân gây bệnh do virus Zika cũng như bệnh sốt huyết là do muỗi Aedes gây ra. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine phòng bệnh. Do vậy, biện pháp phòng ngừa là diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng bệnh. Hiện tại ba xã Quê Mỹ Thạnh, Bình Lãng và Tân Phước Tây của huyện Tân Trụ có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết và chỉ số lăng quăng có chiều hướng gia tăng. Huyện Tân Trụ chọn ba xã này làm điểm ra quân diệt muỗi, diệt lăng quăng với mục tiêu hạ thấp chỉ số bọ gậy, lăng quăng, mật độ muỗi sau chiến dịch. Trung tâm y tế huyện Tân Trụ cũng đã triển khai kế hoạch các tình huống và biện pháp đối phó với dịch bệnh khi có xảy ra. Tại hội nghị, trưởng ban chỉ đạo 11 xã thị trấn của huyện Tân Trụ thống nhất ký cam kết không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn mình phụ trách. Trung tâm y tế thành phố Tân An tiến hành dập dịch diện rộng phòng dịch sốt xuất huyết tại xã Nhân Thành Trung và phường 5. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm y tế thành phố đã ghi nhận 77 ca sốt xuất huyết, tăng 10 ca so với cùng kỳ năm 2015. Trước tình hình trên, Trung tâm y tế thành phố đã kịp thời tiến hành phun thuốc và đang giám sát chặt chẽ các ổ dịch. Hiện nay, dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và không theo quy luật nào, gần như lưu hành quanh năm và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Để phòng bệnh, mỗi người cần chủ động phòng ngừa, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước, lật úp các dụng cụ không chứa nước. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lưu dở, lót vỏ xe cũ. Ngủ mùng ngay cả ban ngày để phòng muỗi đốt. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Thưa quý vị, sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị nghe nhìn hiện nay đã khiến cho thói quen đọc sách dần bị mai một. Nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường, tạo thói quen đọc sách cho học sinh, ngành giáo dục và đào tạo huyện Bến Lức đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hệ thống thư viện đạt chuẩn trong trường học. Theo đó, chất lượng hoạt động của thư viện trường học ngày càng được nâng cao. Ghi nhận nhân ngày sách Việt Nam 21 tháng 4. Thư viện trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực giờ giải lao. Rất nhiều học sinh đang say sưa đọc sách. Với diện tích hơn 100 m²,
Thư viện của trường được trang bị đầy đủ hệ thống tủ đựng sách, báo, bàn, ghế ngồi, phục vụ nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh. Trên các giá sách, những cuốn truyện tranh, sách tham khảo được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt, trở thành thế giới tri thức hấp dẫn. Hoạt động của thư viện luôn được ban giám hiệu nhà trường quan tâm với nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như ngày hội triển lãm giới thiệu sách báo, góp một cuốn sách nhỏ, đọc nghìn cuốn sách hay. Vì vậy, các em học sinh của trường rất hào hứng khi tham gia các hoạt động thư viện. Ngoài những giờ học trên lớp với những cuốn sách giáo khoa thì con thường xuyên đến thư viện để mượn những cuốn sách tham khảo và sách nâng cao để nâng cao thêm kiến thức của mình, để phục vụ trong công việc học tập cũng như trong đời sống. Ngoài những giờ học trên lớp, con còn thường xuyên đến thư viện để mượn những quyển sách hay, những quyển truyện hay để bồi bổ cho trí não, để nâng cao tầm tri thức của mình và để góp phần làm cho việc học tập của mình càng nâng cao. Con còn vận dụng nó trong những kỳ thi, trong những bài tập kiểm tra để kết quả con được điểm cao. Qua nhiều năm phấn đấu, ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực đã quyết tâm xây dựng thư viện trở thành thư viện đạt chuẩn với tổng số sách gần 10.000 quyển với hơn 1.000 đầu sách các loại. Để khai thác triệt để giá trị kho sách, phục vụ số đông giáo viên và học sinh, thư viện đã có nhiều biện pháp để thư viện ngày càng có nhiều đầu sách phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ giáo viên và học sinh của trường. Đọc sách sẽ giúp học sinh mở rộng, bổ sung kiến thức, rèn luyện thói quen tự học, tự nghiên cứu và vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống. Đây không chỉ là công cụ học tập hiệu quả, mà còn giúp người học đổi mới phương pháp học tập theo mô hình giáo dục tiên tiến. Trong đó, học sinh trở thành trung tâm, tích cực tham gia vào tiết học, tương tác cùng thầy cô giáo để chất lượng bài giảng tốt hơn. Nội dung phần tin trong nước sẽ tiếp tục bản tin. Trong những ngày này, ngư dân vùng biển Cửa Việt, Cửa Tùng thuộc huyện Gio Linh và Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị liên tục vớt được hàng tấn cá chết bất thường, không rõ nguyên nhân. Ba ngày nay, khoảng 20 km bờ biển huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, Quảng Trị xuất hiện cá chết hàng loạt. Ước tính mỗi ngày ngư dân vớt được 1-5 tấn cá. Các loại cá chết đều là cá có giá trị cao như cá mú, cá hồng, cá hành, cá trình, cá ong và cá đuối. Cá nổi đây, không biết ô nhiễm cái nào. Nã mà nạc thì trong, mà cá đi đầu tiên là cá giò, sau là cá to. Nổi bông bên đi, bọn tôi vừa vật là không ngạ. Phải nói rằng hiện tượng cá chết bất thường, đây là một cái hiện tượng hiếm xảy ra và chúng tôi đang đề xuất báo cáo với Sở Nông nghiệp và Ủy ban nhân tỉnh và đặc biệt là rất kiến nghị với các cái ngành chức năng, đặc biệt là về quản lý biển đảo, quản lý về môi trường và thú y thủy sản sẽ phối hợp trong việc lấy mẫu và xét nghiệm thì môi trường để chúng ta có cái cơ sở để phân tích và đánh giá, đặc biệt là tìm ra nguyên nhân. Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị khuyến cáo bà con không nên thu mua, chế biến làm thực phẩm khi chưa rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt. Tình trạng cá chết hàng loạt còn xảy ra từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Thưa quý vị, so với các địa phương khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang bị thiệt hại do hạn và xâm nhập mặn thấp hơn nhiều. Ngăn mặn trữ ngọt hợp lý chính là yếu tố quyết định giúp tỉnh Tiền Giang hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt. Đến xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, dễ dàng có thể bắt gặp những hồ dự trữ nước ngọt như thế này trên các cánh đồng. Trong bối cảnh hạn hán và xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, thì những hồ trữ nước như thế này là kho báu vô giá mà những nông dân nơi đây đã tự tạo nên. Cái hồ, cái ao này là tôi đào theo tổng giá trị là cỡ chừng là 17 triệu ha, để cứu với cái diện tích hoa màu này. Mà trong cái hoa màu này tôi trồng mỗi một năm 3 vụ. Mà mỗi một vụ thì thu nhập, thì nếu mà tôi thu nhập cỡ trên dưới 20 triệu. Cùng với ông Tân thì nhiều người dân ở địa phương cũng đã chủ động đào ao hồ trữ nước ngọt. Hộ bà Nguyễn Thị Bảy có đến 4 cái hồ nước và cách làm này đã được gia đình bà áp dụng 4 năm nay. Không chỉ cung cấp đủ nước tưới tiêu cho gia đình mà còn giúp đỡ nhiều bà con lối xóm có nước tưới vào mùa hạn mặn.
tôi cho người ta đem cái con tưa lại đây người ta đặt, người ta chuyển ống xuống kia người ta tưới dòng ta, chứ không thôi là chết, mương cạn rồi không có nước. Đồng hồ của tôi là tôi lấy nước ngọt, hồi đó giờ thể nước ngọt là tôi bơm ở quầy kinh bương vô đây tôi để dành tôi dự trữ. Bây giờ người ta nếu trong tên hụt là người ta gánh người ta xài. Do nhận thức được tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng gây gắt, đồng thời cũng là địa phương chịu ảnh hưởng của lũ của vùng đồng tháp 10 tràn về trong mùa mưa hàng năm, tỉnh Tiền Giang đã coi trọng việc xây dựng hệ thống đê bao ngăn mặn. Song song với điều đó, việc nạo vét thủy lợi nội đồng tạo thông thoáng kênh mương cũng được quan tâm đúng mức. Chính hệ thống kênh mương đã làm tốt vai trò ngăn mặn và trữ nước ngọt phục vụ sản xuất. Toàn tỉnh Tiền Giang trong vụ đông xuân xuống giống 29.000 ha thì chỉ có hơn 2.000 ha lúa bị thiệt hại. Cho dù hạn mặn xuất hiện sớm và xâm nhập sâu vào đất liền. Qua cái hạn hán năm 2010 đó thì chúng tôi bị coi như là bị thiệt hại rất là lớn. Qua đó thì tỉnh cũng rút kinh nghiệm và đầu tư là tập trung cho cái vấn đề thủy lợi nội đồng. Nó vừa tạo điều kiện vấn đề thông thoáng trong dòng chảy nhưng mà tạo lên một cái như cái hồ trữ nước trong cái điều kiện mà ở ngoài xâm nhập mặn thì tạo cái điều kiện là giữ ngọt. Bên cạnh đó chúng tôi có cái giải pháp là phát động nhân dân là nhà nước thì trữ trên kinh, nhân dân thì trữ cử nước trên ruộng. Vụ đông xuân kết thúc, hiện Tiền Giang đang tập trung cải thiện hệ thống kênh mương nội đồng để phục vụ tưới tiêu cho vụ hè thu. Trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm, quy mô lớn như dự án nạo vét kênh 14 là một trong những trục chính của dự án ngọt quá Gò Công và là dự án lớn của đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích sản xuất vụ hè thu á, thì ở trong dự án ngọt quá thì nó khoảng 30.000 hecta. Thì cái việc nạo vét kênh 14 nó sẽ góp phần là cùng với kênh Sinh Hòa đảm bảo cái nguồn nước tưới cho khoảng 30.000 hecta đó. Còn nếu mình không có nạo vét thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc cung cấp nước. Có thể nói với những địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, hệ thống kênh mương chằng chịt thì việc đầu tư cho thủy lợi phải được phát triển đồng bộ, không chỉ xây dựng các đập ngăn mặn mà việc thường xuyên tu bổ nạo vét các dòng kênh mương cũng như chủ động đào hồ trữ nước trên chính đồng ruộng là biện pháp hữu hiệu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhất là hạn xâm nhập mặn diễn ra ngày càng gay gắt như hiện nay.